Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, vì thế thời tiết tại miền Bắc bắt đầu nắng ấm lên, tình trạng khô hanh cũng giảm bớt. Dự báo trong sáng nay ở các tỉnh như Lai Châu hay là Điện Biên chịu tác động của mực hội tụ gió trên mức 5.000m nên có mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Đến trưa chiều trời chuyển nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở toàn miền Bắc tăng lên ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Về đêm thì hiện tượng sương mù tiếp tục xuất hiện, mức nhiệt thấp nhất khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc trong khoảng từ 16 đến 18 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội dao động từ 19 đến 20 độ. Trời rất nhẹ ở vùng núi, se lạnh ở vùng đồng bằng. Sáng tới ngày mai, khối không khí lạnh được tăng cường xuống. Vì vậy, Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác. Kế theo, nhiệt độ cũng giảm nhẹ. Sau đó, đến ngày 21 tháng 11, có một đợt không khí lạnh nữa tràn xuống. Còn Bắc Bộ trời chuyển rét trở lại. Lui xuống miền Trung, mưa dông xuất hiện rộng ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh và đới gió đông vẫn còn tồn tại, nên trải dài từ Quảng Trị đến Phú Yên vẫn có mưa dông rải rác. Dự báo từ nay đến ngày 18 tháng 11, lượng mưa ở các tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Ở Bình Định trở vào cho đến Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa nhiều nên trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên mức báo động 1, trên báo động 1. Các sông ở Quảng Nam, Phú Yên và Khánh Hòa lên mức báo động 1, lên báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên mức báo động 2, lên báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Do có mưa nên nhiệt độ ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi dao động từ 22 đến 23 độ. Khu vực Bình Định đến Khánh Hòa có mức nhiệt là từ 24 đến 27 độ. Còn tại khu vực từ Ninh Thuận tới Bình Thuận, mức nhiệt cao hơn một chút, dao động từ 28 đến 30 độ. Trong khi đó, vùng từ Quảng Bình trở ra đến Thanh Hóa duy trì mức nhiệt từ 23 đến 26 độ. Dự báo từ ngày 17 tháng 11, đợt không khí lạnh mới tăng cường sẽ làm ảnh hưởng đến các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cũng xuất hiện mưa lớn với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Lưu xuống phía Nam, do rãnh áp thấp xích đạo vẫn hoạt động tiếp tục gây mưa nhiều ở cho các khu vực Nam Bộ, chủ yếu là các vùng ven biển miền Tây mưa rất to. Còn ở Tây Nguyên, mưa to tập trung chủ yếu là khu vực Kon Tum và Gia Lai với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm. Với nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ vẫn duy trì ở mức nhiệt từ 29 đến 32 độ. Trên biển trong ngày hôm nay chỉ còn khu vực phía đông của vùng biển Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Vũng Tàu đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, khiến cho tầm nhìn giảm thấp từ 4 đến 10 km. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Sáng đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rác. Với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3,
sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi từ 16 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Lưu xuống thời tiết, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.